Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian san, dẫu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nước muốn biên thủy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân xa vội bỏ ra đi, trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành cho bụi, mang theo gì trên mình manh và liêm, còn lại chi bia mộ hóc đôi hàng. Dẫu muốn trở về lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trống chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng cuộc cài. Bắt niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển đầu rừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi làm kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phút lâm trung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối lâm trung đầy sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo quả vô sanh. Kẻ si mê biết đao kiếp đạt thành, trôi nổi mã trong luân hồi vô tận. Từ bảo thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi, còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sanh tử tái sanh vòng luẩn quẩn. Như kẻ cướp bị luật đời phân xử, nghiệp chúng sanh luật nhân quả nghiêm minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình. Trổ quả giữ khổ người gây ác nghiệp, dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyết tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắp y cạo tóc, làm tỳ khi vui đạo sống thanh bần.